thượng, kính chào hoàng phủ Nguyên Nhung. Kính chào Mãnh Long Đồ. Dòng Mãnh gia hữu phước, nên ái nữ của tể chức là Mãnh Lễ Quân được nhị vị cho băng nhân đến cầu hôn. Một bên là Lưu Phuê Bích Quốc Cựu, một bên là hoàng phủ Thiếu Hoa. Trong một lúc mà hai nhà cùng đến, làm lão phu khó xử. Để không trên không lệch, mới có cuộc thi tiến hôm nay. Ai bắn trúng 3 mũi tên, sẽ là người thắng cuộc được cầu hôn họ Mạnh. Tôi nghĩ rằng, dù 30 hay 300 mũi tên thì Lưu Khuê Bích cũng dễ dàng thắng cuộc. Hoàng phủ kính đại nhân, hãy chờ thiệp bao hôn của họ Lưu mang đến. Và lão phu mong rằng, dù thành công hay thất bại, cũng chẳng vì thế mà mất niềm hòa khí với nhau. Giờ tỷ thí bắt đầu, mời Lưu Khuê Bích Quốc Cựu. Nhất tiếng xa kỳ dương con của tôi mà. Bắn đi con, bắn đi, bắn bắn bắn. Trời, tại sao cắm bào kêu ở đó mày bị bắn bên kia, cái thằng chết bầm. Mời hoàng công tử trổ tài. Nhất tiếng xà kim mà tiền, nhị tiếng xà nhành à dương à. Là duyên số á, phần hoàng phu thiếu hoa tài chân qua mệnh trời, ôi nghe lòng xuyên á, sao hoàng phủ thiếu hoa bắn trúng cẩm bào. Cuộc thi tuyển tranh hôn, hoàng phủ Thiếu Hoa đã thắng. Lai canh liệu thứ ba, thoáng nhẹ bà.
Mạnh Lệ Quân ơi, Mạnh Lệ Quân, mi thanh một tu tở hằng ngã, đắm say ngây ngất hồn quê bích, mong được cùng ngắm khúc bà đầu. Lệ Quân. Dạ, mời quốc cửu uống trà. Kìa, Mạnh Lệ Quân. Dạ. Đúng rồi. Hả? Đúng, Mạnh Lệ Quân đây rồi. Trời đất ơi. Mạnh Lệ Quân. Ta mơ màng tương tư nàng bao đêm. Trời đất ơi. Nghe xinh tươi dáng kiêu sa mỹ miều. Trời đất à. Tròn xe mắt xanh mơ quyền đôi má hồng thêm duyên. Nàng hãy đến bên ta cho trái yêu chinh mộng, cho ân tình nồng hơi miên, cho cung đàn gian thú ca. Xin đừng làm em sợ. Lệ Quân ơi đến với ta hỡi nàng. Trời đất như quay cuồng nghe lùng bụng lỗ tai. Ngài hãy buông ra ý, đừng có làm em nhọc. Ta yêu nàng Lệ Quân ơi. Em da đầm đâu phải Lệ Quân. Lệ Quân. Lệ Quân. Trời ơi, ôi trời ơi. Lệ Quân. Ôi cậu ơi, trời ơi. Nhỏ quá. Quốc cửu, ôm đi, ôm đi, ôm nữa đi quốc cửu. Em đang cần hơi ấm tình thương. Giang Tân Hỷ. Quốc cửu không ôm em nữa sao? Ôm em đi, ôm ai cũng vậy, ôm giùm em cảm ơn. Giang Tân Hỷ. Dạ. Còn việc ta sai ngươi đã sẵn sàng chưa? Dạ, việc gì? Việc chuẩn bị đốt hoàng phủ thứ qua. Tội nghiệp em quốc cửu ơi. Từ nhỏ tới lớn em không có sát sanh hại vật, mà bây giờ phải dâng lệnh quốc cửu đốt tiểu xương đình này thiêu sống hoàng công tử. Em sợ quá. Không có gì phải sợ. Này, ta đốt tiểu xương đình giết hoàng phủ thiếu qua là vì ta muốn Mạnh Lệ Quân phải là của ta, thuộc về ta. Cuộc ký tiễn tranh hôn quốc cửu thất bại, rồi bây giờ giết người đoạt vợ. Mà xưa nay quốc cửu phong lưu công tử, văn võ song toàn, băng giỏi lắm mà sao kỳ này băng trật lắc hả? Vì nhãn sắc của Mạnh Lệ Quân đã làm cho hồn ta ngây ngất. Sao hai mũi tên bắn trúng nhành dương, bắn trúng kim tiền, thì trên lầu cao nàng gian rèm phụng bước ra, yếu điệu thước tha như tiên nữ giáng trần. Ta phải chiếm cho được hình hoa dốc ngọc. Thiệu Hoa ơi, đêm nay mày sẽ xa vào bẫy chấm dứt cuộc đời. Rồi không bao lâu hôn lễ sẽ cử hành, Lệ Quân cũng xuất giá theo chồng, mà người chồng ấy phải là ta. Tân Hiệp, ta cấm mày việc này không tiết lộ. Ta đã mời hoàng phủ Thiếu Hoa đến đây để dự tiệc. Dạ em sẽ báo bà ngoại quốc cửu hấp hối, giữ Thiếu Hoa ở lại một mình, cấm không ai được giáng lại. Chờ đúng canh ba nổi ngọn lửa hồng. Đúng, dưới việc đất thành, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Và nếu thất bại là cái đầu mày sẽ không còn, luôn cả mẹ của mày cũng chết chẳng toàn thay. Bẩm quốc cựu, hoàng phủ công tử đã đến. Được, ta ra ngay. Giang Tân Hỷ. Dạ. Ráng nghe không. Coi kìa, sao ngươi run thế. Bình tĩnh đi, vậy lát ta sẽ đưa Thiếu Hoa đến đây. Tân Hỷ. Dạ. Ta thưởng ngươi 50 lượng bạc, nếu thành công sẽ được hậu thưởng thêm 100 lượng. Còn nếu ngươi tiết lộ chuyện này hoặc thất bại thì con dao ngắn này sẽ uống máu nhà ngươi và cả Giang Tam Tẩu mẹ của ngươi. Quốc cửu, ngươi ơi, việc này thành công hay thất bại mình em chịu thôi. Má em vô can giết bà làm chi, bà khờ lắm. Vì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Kẻ nào để ta phật ý là phải trả một giá rất đắt. Nhớ nhé, chỉ có thành công không thể thất bại. Sao, hứa với ta đi, hết giả trung thành chứ. Em sẽ cố gắng làm cho quốc cửu vui lòng. Kìa, sao ngươi không cười lên để chúc mừng ta chiến thắng? Cười lên. Cười. Cười lên. Cười lên đi. Cười lên. Cười. Cười thằng cha mày. Ý quyền ý mạnh thấy tao nhỏ rạn hiếp hả con? Cười hả? Mày cười đi.
mày cười mày giết bạn đoạt hôn. Mày cười cho mỏi miệng mày đi, chứ tao vui vẻ gì mà cười khi phải giết người vô tội. Tiền cũng vì mày mà đen quá trắng, hiền quá dữ, bạn biến thù. Không, không được, tôi không thể vì tiền mà giết Hoàng công tử được. Vàng Tân Hỷ, nhớ thành công sẽ được tiền, thất bại không chỉ riêng ngươi mà Vàng Tam Tẩu mẹ của ngươi cũng chết. Trời ơi, có hai mẹ con mà chết hết dỗ quải ai lo. Tôi không biết làm sao giờ. Nếu làm thì mang tiếng bất nhân, không làm thì bất hiếu. Hỷ, cần công tử ơi, tội nghiệp má tôi. Tôi làm mà. Ủa má, trời ơi má đâu đây vậy má? Trời ơi má ơi, má ăn cơm chưa? Má vô má ăn cơm đi. Má đi ngủ đi, đi ngủ đi má. Trời đất ơi, Vàng Tấn Hỷ, làm cái gì mà nói một hơi vậy? Má ra đây là tính kêu con vô ăn cơm. Má ơi, con ăn rồi, con no lắm rồi. Má khỏi lo cho con, má về phòng lo cho quận chúa đi. Chiều nay má nhớ đừng đi đâu lãng vãng chỗ này, đi bậy bạ bể hết á. Cái gì bể? Nhổ cỏ nhổ tận gốc, ghê lắm. Trời ơi, cái thằng này sao bữa nay mày ăn cúng cái gì mà sao tao thấy lạ quá vậy? Tấn Hỷ. Trời ơi, bữa nay bà già này sao khó nói quá. Nghe lời con đi, ngoan đi rồi con cưng, con mua kẹo cho má ăn. Cái thằng chết bầm, ăn nói với má vậy đó phải không? Còn giấu cái gì sau lưng đó? Đâu có. Đưa tay cho má coi. Nè, đâu có. Tay kia. Nè, đâu có. Đưa hai tay coi. Có. Tấn Hỷ. Con khốn nạn thật mà. Sao con lại bày đặt ăn cắp? Má thường dạy con nghèo chó sạch trách chó thông. Sao con học đòi trộm cắp gian tham? Cha con chết sớm, má cổ tiếc thờ chồng nuôi dưỡng con thơ, cực nhọc không màng gian khổ không than. Vậy mà giờ đây con làm điều sằng bay, quắt cửa viết ra sẽ nổi trận lôi đình, mười mảng của mày cũng có giữ gìn. Má ơi, má hiểu lầm rồi, con chẳng phải đứa tham, tiền này là của quốc cửu thưởng cho con. Ông sai con một việc sắp làm, nếu thành công sẽ được thưởng thêm nhiều. Sai con làm gì mà thưởng công quá hầu? Sai con đốt nhà trong đêm nay. Đốt nhà ai? Đốt nhà mình nè. Ôi, thằng khùng, mày định gạt má mày hả? Tao phải bắt mày đem nạp cho quốc cựu, trả lại tiền cho ổng. Mẹ, mẹ ơi, con không dám nói láo đâu. Quốc cựu sai con đốt Tiểu Xuân Đình, giết chết Hoàng Phủ công tử Thiếu Hoa. Vì cuộc tranh tài thất bại, quốc cựu cứu thù. Tấn Hỷ, dạ. Đừng con, tổn đức lắm con ơi, đừng làm con ơi. Mẹ ơi, không làm sao được. Vì nếu con cãi ổng, con dao này, chẳng những ông giết con mà giết luôn cả má rồi. Trời ơi, má ơi, con khổ quá, con không biết làm sao bây giờ. Tội nghiệp cho con tôi. Tấn Hỷ à? Dạ. Hay là má đi cho Lưu Yến Ngọc quận chúa biết rõ chuyện này. Trời ơi, vậy là má giết con lẹ nữa. Má quên Lưu Yến Ngọc là em gái của Lưu Khuê Bích sao? Dù là em nhưng cùng cha khác mẹ, đã chịu nhiều phũ phàng tủi nhục, phải khóc thầm chịu đựng sự khắc khe của lão phu nhân. Hỷ à, dạ. Quận chúa đêm rồi nằm mộng thấy mẹ hiện về, kêu quận chúa phải báo hiền nhân. Hiền nhân là con hả? Mày thuộc về ác nhân rồi, chứ hiền nhân cái nỗi gì? Thằng khùng ơi, hiền nhân á là hoàng công tử đó. Nè, khi nào thuận tiện á, con xin á hoàng công tử cho mẹ gặp mặt. Trước có vài lời ngưỡng mộ, sao là tỏ nỗi lòng. Má, bộ má muốn một lần nữa ôm đờn cò sang thuyền khác hả? Ôi cái thằng quỷ sứ, mày nghĩ má mày vậy đó hả? Vậy cho má mới nói đó, muốn gặp hoàng công tử tỏ nỗi lòng. Cái thằng điên khùng gì đâu á. Má muốn tỏ nỗi lòng của quận chúa, muốn xóa bỏ quán thù giữa họ Lưu và hoàng phủ, không dây dẳng quán cừu, tìm cách cứu Thiếu Hoa
dòng dõi của trung lương, có tay bọn vũ lương. Con làm theo lời má dạy, cứu anh hùng thoát nạn, dù nát thịt tan xương không hối tiếc thằng vàng. Ý, hình như có người đến. Má, má đi chỗ khác mau, quốc cửu đến. Đi đi má, đi 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 má. Rượu đào lưng chén bình giới, nhưng tình ta chẳng dời. Chúng ta quý nhau đứng tay, cớ tình kim bằng thầm thề không gian dối. Thánh thần sẽ soi lòng, kim đào nghiêm trừng. Thề một lời chẳng hay lòng. Mời thiếu hoa hiền huynh, mời, xin mời, xin mời. Huynh may mắn hơn lưu gia, quê binh bác phần, không như lòng ước mơ cùng ai cơ tơ tình. Đây là duyên trời ban về huynh, như chim hồng cánh tung lừng trời, nướng gió bài bốn phương tung hoành, hoa chí trai kiều hùng. Lưu Quốc Cửu quá thương hết lời ca ngợi, thiếu hoa nghĩ rằng nhờ Quốc Cửu nhường duyên, nên thiếu hoa tôi mới có lưu duyên. Một mũi tên để hận ngàn đời, thiếu hoa ơi, quê bích này xưa nay không hề thất bại, và cũng chưa có kẻ nào được phép ngạo nghễ thắng lưu gia. Ai mà phật ý ta là phải chết. Còn thiếu hoa thì ngoại lệ. Uống nước đi hiền huynh, uống. Mời hiền huynh xin mời. Ta cùng cạn chén hàng quyền, đêm dài ta cứ say. Thiếu hoa muốn xin cao từ, kéo người thân trong chờ. Thân tình thâm chưa phí, muốn cùng với huynh luân bàn. Kiếm cùng sách thơ binh thư, cùng đem tài sức trai bao an sàng hà. Dạ bẩm quốc cựu. Chuyện gì? Có gia đình bên nhà đến báo lão thái thái bệnh nặng. Sao? Ngoại tổ ta lại trở bệnh à? Dạ. Nếu quốc cựu bận, thiếu hoa xin được cáo từ. Huynh đừng ngại, đây là bệnh già thôi. Huynh cứ ngồi đây chờ đệ, để đến vấn an ngoại tổ rồi sẽ trở lại hàn quyên. Tôi nghĩ rằng ít khi mời hoàng công tử sang nhà, không lẽ huynh phụ lòng tôi sao? Tân Hỷ, dạ, ngươi thay ta tiếp rượu. Này, tiếp rượu hoàng công tử, ta đi rồi về ngay. Dạ, còn vụ đốt mà. Này nhớ, dạ, nếu để công tử phật lòng là ngươi phải tội đó, nghe chưa? Để dân lệnh. Thiếu hoa chờ đệ sẽ về ngay nha. Ngươi là Giang Tấn Hỷ? Dạ phải. Hình như ngươi muốn nói gì với ta phải không? Dạ, nãy giờ em đứng hầu để ý từng cử chỉ, cách ăn nói của hoàng công tử, tề chỉnh, khiêm tốn, tao nhã, nói chung là hết chỗ chê, thật tiếng đồn thiên hạ không sai mà. Giang tiên hùng anh ngàn năm tiền tử lưu tôn, khôi giáp trường sa tài cai kinh chống địch bang. Hoàng phủ nguyên nhung sanh mai cho đến bắt đầu, ra sức trai hùng anh bao ân trước quân xâm lăng. Giờ sanh được con trai chàng dung mạo công vi, văn chữ hay võ tài mấy ai sánh ngang tại con nguyên nhung. Cầu thiếu qua tiếng đồn yêu trung lòng nhân bao la. Tân Hỷ quá tán dương Tân Bốc làm thiếu hoa tôi thêm hổ thẹn. Dạ, dòng hoàng phủ nước tiếng anh hùng, trung quân ái quốc, em ngưỡng mộ uy danh mà. Dạ, chẳng phải riêng em ngưỡng mộ hoàng công tử, mà má em cũng ái mộ nữa. Tân Hỷ, ngươi nói gì vậy? Dạ em nói thiệt mà,
Chẳng những má em ái mộ mà nghe nói hôm nay có công tử sang chơi, má em mừng lắm, muốn nhờ em xin phép công tử cho má em gặp mặt để tỏ nỗi lòng. Tấn Hỷ. Dạ xin công tử ban ơn. Má em nói nếu không nói được bây giờ thì không còn dịp nào hết, gấp lắm, để má em nói với công tử nghe vụ nằm chim bao thấy công tử. Ôi cái thằng chết bầm, có bao nhiêu đó mà nói không có rành. Dạ thưa công tử, tôi là Giang Tam Tổ, mẹ của Tấn Hỷ. Sở dĩ tôi xin được gặp công tử là vâng lệnh của một người báo công tử biết điều cơ mật có liên quan đến tánh mạng của công tử. Liên quan đến tánh mạng của tôi à? Dạ phải, nên người chẳng ngại tiên thị phi đường đột bên báo tình quê các đại can công cao thường ngại công tử tìm lời thối thoát đến sai và đến cướp lời phân. Công tử thuận tình đã người sẽ đến đây ngay. Nhưng tôi muốn bà phải trả lời câu hỏi của tôi, người ấy trẻ hay già, là gái hay trai? Công tử yên tâm, người đó trẻ đẹp hơn má em nhiều, nhan sắc đó thì mặn mà má em còn phải cạnh anh. Cái thằng khùng, câm miệng mày lại đi không? Việc quan trọng như thế này mà mày còn cà rỡ mãi phải không? Con nói thiệt. Thôi đi đi, cái thằng khùng, để cho tao nói chuyện. Dạ, chẳng giấu chi công tử, người đó là quận chúa Lưu Yến Ngọc. Lưu quận chúa? Không thể được. Bà nên nhớ rằng nam nữ hữu biệt, thọ bất tương thân, huống chi quận chúa là thân lá ngọc cành vàng, tôi không thể nào sổ sàng tương kiến. À, hoàng công tử. Nàng là? Công tử, đây là quận chúa Lưu Yến Ngọc. Xin chào quận chúa. Xin chào công tử. Mong quận chúa hãy nhớ câu nam đáo nữ phòng nam tắc tự. Nữ đáo nam phòng nữ tắc dông, thiếp nào dám vọng tưởng đèo bồng. Nhưng vì đêm qua mẫu thân thác mộng, bảo thiếp phải cứu hiền nhân thoát nạn. Vì đêm nay tiểu xuân đình phát hoa. Tại sao tiểu xuân đình phát quả? Vì thu riêng nợ duyên chẳng rơi vào tay, lệ quân ước mơ bao ngày đợi chờ. Ai cho điều ngoan mời sang dưới cho đêm tối qua thiêu cựu nhân khi sông mang cao trầu cùng nàng lễ quân sánh duyên tạo cao. Nghe ai phân bài mà lòng tôi vì hôn sự bất thành mà quốc cửu nhẫn tâm hãm hại tôi. Nghĩ đến tấm lòng nhân hậu của quận chúa báo tin, thiếu qua tôi sẽ không truy vấn chuyện này và không để giả thù oán.
thậm cảm thấm ơn hoàng công tử. Xin một lại này thì dính cách âm dương. Quận chúa, sao nàng quyên sinh quỷ mạng? Công tử ơi, phận gai thuyền quyên khép kinh quê phòng giữ chữ trung trinh, giờ thiếp đã vượt tường lễ giao. Ngọc kia chẳng ô quen, má hồng không phải thắm, nhưng rồi đây tiếng trách lời chê sĩ nhục gái lăng. Tài báo quốc cần dương, cũng mang nguyện hương hồn xuôi tay về chính xuôi. Gió quyện khơi sương trăng treo cành liễu, bách lẻ hồn hương tổn đức chuyện tình. Quận chúa quyên sinh nhìn câu tiết hành, khiến cho thiếu hoa tôi thật khó xử vô cùng. Nghĩa nhân nặng gánh tan bồng, dám đâu mơ duyên bưởi bồng gió trăng. Kim chi ngọc diệp là nàng, còn tôi tuổi mục đá vàng khó trao. Thiếp màu mùi bao tinh cầm bằng tiền cái chết, nào dám đeo mang giọng tướng chuyện ân tình. Đòi lã gió cành chi, xin cho tiện nô mãn phép vài lời. Theo sự báo mộng của phu nhân, đây là tiền duyên từ kiếp trước, trai có quyền lắm trai bài thiếp, chỉ cần hứa một lời hậu sự tính sau. Việc cần gấp là phải thoát khỏi nơi này, còn chần chờ gì nữa mà chẳng hứa câu. Sắc son vàng đá kia hoạt, đây khăn hôn nhân ước hẹn, lưu hoàng không thù hận, còn kết nghĩa không gian. Tự y kết hôn chẳng trình qua cha mẹ, trái đạo hiếu thân e để lụy cho nàng. Ngọc diệp kim chi chức quyền quận chúa, không lẽ để nàng sống phận sửa chất manh hùng. Nắng mưa sương gió lạnh lùng chẳng hòa trao cớ tâm giao cùng. Ta kỳ nghĩa ân cao đẹp quá, nguyện lòng có chết chẳng phai nhòa. Vì anh thiếp gây nên điều quan trái, để nay chữ trinh nguyên phải lỡ làng. Tiền duyên thiếp nâng khăn sửa chấp, đời cha sắc son ước hẹn một lời.
trăm năm, vàng đá trọn đời không phai. Chia tay đôi ngã, xa nhau đôi đàn, nhịp trong muôn canh lầu vắng vắng. Quận chúa, hãy đưa hoàng công tử chạy mau theo ngõ hậu viện cho tôi nổi lửa. Xin mời công tử. Đốt nhà, đốt nhà. Ủa, cháy nhà, cháy nhà. Bố ta, chạy chưa, chạy chưa. Ủa, chữa cháy, chữa cháy. Không thể có họ hoàng. Giáp sĩ thi hành an lệnh. Xe ra. Hoàng phủ trưởng qua, chỉ bảo hộ mẫu thân để cho em cản hậu. Vậy chị Tôn Tuyết, mẹ em vừa cho biết ngoài thành bàn tán xôn xao, Lưu Quy Bích thua cuộc xạ tiễn tranh hôn, lập kế đốt Tiểu Xuân Đình, hại chết hoàng công tử. Trời, trời ơi, đất bằng vậy sống bé
vật đổi sao dời, lòng lễ quân chỉ một thiếu quan. Em cũng vậy, nếu kiếp này chẳng yêu được người trong mộng, thề hẹn ba sinh em quyết ở giá trọn đời. Tiểu thơ khóc à? Chị Ánh Tuyết, có phải chị đã báo tin cho tiểu thơ? Tiểu thơ đã biết chuyện hoàng công tử chết rồi. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ đừng khóc nữa, hoàng công tử chưa chết. Sao? Chưa chết à? Dạ phải, em vừa gặp một người gia nô bên hoàng công tử nói rằng là hoàng công tử đã được cứu thoát. Ồ, tạ ơn trời Phật, con ăn chay ba tháng. Anh Tuyết không sợ tôi ghen sao? Dạ, em xin lỗi tiểu thơ, em đã kể chuyện nằm mơ thấy hoàng công tử đã hứa hôn và chính tiểu thơ. Tiểu thơ cũng chịu cho em làm tiểu thiếp. Nhưng cũng phải chờ ý kiến của thiếu hoa chứ. Chị Tô Anh Tuyết, chị đừng có vội mừng. Tiểu thơ, nhưng mà phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Dinh Lan, dạ. Em nói thế nghĩa là sao? Dạ, quân triều kéo đến chật đường, bắt người hoàng phủ gia trang, niêm yết thị khắp nơi truy lùng. Nhà hoàng phủ tôi gì mà bắt, đã mấy đời trung liệt bò vua. Dạ tôi gì em chẳng biết tội chi, thấy lệnh truy nã thiếu hoa họ hoàng. Truy nã hoàng phủ thiếu hoa. Lễ quân con mẹ. Ôi tội cho con tôi. Mẹ, mẹ ơi, tay biên gì xảy đến cho con chăng? Đầu xanh dương khổ hận, quá phức thật khôn lường. Lễ quân ơi, hô hoàng phủ biết tu di tam tộc. Trời, tại sao vậy mẹ? Vì triều đình khép tội hoàng phủ nguyên nhung tư thông quật tạch, cả nhà bị đem ra chém. Riêng hoàng phủ thiếu hoa thoát được, và hiện đang bị mát đồ hình. Lễ quân chưa hết đâu con ơi, hiện cha con đang tiếp người nhà lũ quật trưởng. Người nói rằng muốn tranh công liên lụy thì họ mạnh với cơ suy gia, buộc cha con phải gả con cho lưu khuê bách. Sao gả con cho lưu khuê bách à? Không, lễ quân ơi, tiểu thơ con thù quyết. Con cao xanh ơi, sao nỡ gây trò tóc tan. Thương trung trang mang tiếng vang vang, để ghét bài mưu hai người. Thề lương ngang trái văng lên đầu khắp na quân ngã thoa. Khuyên con vui đau xót thương sầu não cân, mặt mẹ ơi, đây có lẽ là gian kế của họ Lưu, trước giết thiếu hoa, sau hại dòng hoàng phủ đoạt hôn. Không, không, lệ quân có chết cũng không làm vợ Lưu Khuê Bích. Bái kiến phụ thân. Tương công, lễ vật này là của họ Lưu. Hả?
bằng lòng lấy quân cho Thuận ấy. Tại sao? Tại sao lại ép gả con mình? Chúng ta làm sao dám cãi lệnh vua? Đây, lệnh chỉ tư hôn do hoàng thượng. Kỳ hẹn sang mai, tiễn lễ quân sang Lô Phủ về duyên cùng Lô Khuê Bích. Cha! Lễ quân con. Cha! Con tôi! Lệ quân ơi, nhìn con lã chà giọt châu rơi, mà lòng cha như ai xe ai dò quặng thắt tâm mi can. Nhưng lệnh chỉ ban ra, còn biết phải làm sao? Phần tôi thần dư đạo trung mơ quân, cải lệnh của vua là toàn gia phải thọ. Thương tôi mạnh thiên tim, trao thân cho phường độc ác. Hay là cha chấp nhận thọ án tru di, hơn phải nhìn con duyên nghi nợ bè bàng. Không, đừng vì lễ quân tan nát cả gia đình. Con bằng lòng lên kiệu cưới, sáng mai này vẫn là quân. Con bằng lòng thật sao? Nếu kháng chỉ sao mang tội khi quân? Gia đình ta đang sống trong hạnh phúc, chẳng lẽ vì lễ quân mà gia tộc thọ hình? Nhưng con ơi, Lưu Khuê Bích là tên háo sắc gian tham ích kỷ. Lễ quân, con vào nhà họ Lưu cầm bằng đó đi, vào cô ấy chết. Thưa cha mẹ. Hả? Lễ quân, con làm gì thế? Lễ quân, cha mẹ ơi, xin nhận một lại này cho con trẻ được đáp đền ơn sanh thành dưỡng dục. Ngày mai này con vô quy xuất gia, mỗi bước chân đi là bấy nhiêu giọt lệ hồn vỡ tan theo tiếng pháo biệt thung đường. Một chiếc xe hoa mà hai lửa kết duyên tình, quà cưới của Thiếu Hoa cũng chưa kịp mừng trang điểm, giờ khóc nghẹn ngào nhận sinh lễ của Lưu gia. Nguyệt lão giới treo chỉ điều lơi mũi, xe tây này cô lụy khách hồng nhan. Ai phàm để biến nhành tiên, ngọc dùi các bụi cành sen nhơm bùng. Trời ơi! Nghe lời thống thiết của lễ quân mà lòng cha như kim châm muối xác. Hoa công ơi, sao cơ cầu cai nghiệt, để mối duyên đầu mảnh nữ gặp trái ngang. Ông cướp bất mãn sống tôi đi, xin ban lại phước lành cho hoàng và mảnh chẳng bẻ bàn duyên tơ tóc. Lễ quân ơi, phận gái thuyền quyên mười hai bên nước đục diệu trong nhờ, mai rồi chẳng đôi lần. Thương cho con tôi tài sắc vẹn toàn, giờ nay phải rơi vào tay tên đúng mà. Thế là hết châu chìm sông lệ, bình giờ gương ta
Lệ quân ơi, nhân sinh tử cổ đa mãn bàn, chiến số hữu phần quả phúc nan tri. Riêng cha đây cuối mặt gục khi đầu tuôn ngấn lệ, tham sanh quý tử thẹn ngàn năm. Trống đã điểm đầu canh, xin cha mẹ dỗ an dứt điệp, sáng mai còn tiễn bước trẻ vô quy. Dinh Lan, dạ. Ngươi hãy mang sâm vào cho tiểu thơ uống. Xin tuân lệnh. Lệ quân, đừng quá đau xót mà dốc ngọc heo gầy nghe con. Mẹ. Tiểu thơ quyết ngồi lên kiệu cưới cùng kẻ thù hại chồng mình ngâm khúc bạc đầu sao? Còn biết phải làm sao hơn? Không, không thể được. Xin đừng nhận kẻ thù làm chồng mà thế nhân đàm tiếu. Em gian tiểu thơ đừng làm như vậy. Còn gì tốt đẹp hơn khi nhân tay đạo điên? Có chăng là những điều hoa lọc lừa xảo trá? Anh Tuyết ơi, ta phải biết nắm thời cơ khi trước mắt ta là con đường phải tới. Tiểu thơ, dù Ánh Tuyết và tiểu thơ không cùng chung bầu sữa ngọt, nhưng tình thâm hơn cốt nhục. Thế mà bây giờ tiền tài danh vọng đã làm cho tiểu thơ đổi tánh thay tâm, niềm thương mến kính trọng của em đối với người đã hết. Ánh Tuyết, hãy nghe em nói. Thôi, còn tình nghĩa gì đâu mà phải nói phải nghe. Bà quốc cự phu nhân xin bà chớ uống lời. Dù chẳng phải là vợ chồng, tôi vẫn coi mình là dâu nhà hoàng phủ. Ân quá tình thù giờ đã ngăn cách hai ta. Xin chúc cho bà rạng rỡ bước du quy. Anh Tuyết, hãy hiểu nỗi lòng của mạnh nữ Lệ Quân. Nỗi lòng của bà hãy để lưu quên nghe. Ôi ngao ngán thay mặt trái tình mới tốt chung tình liền dở toán bà đen. Anh Tuyết, tôi không muốn nghe gì nữa cả. Tôi không muốn nghe gì nữa cả. Anh Tuyết ơi, đợi sáng mai mới rõ được Lệ Quân có phải là hạng người để chỉ rẻ khinh không. Mẹ cha ơi, công dưỡng nuôi con trẻ chưa được đáp đền, nguyện kim sao ba thảo đền bồi. Hoàng phủ Thiêu Hoa, hẹn lai xin nuôi lại tình ta. Giấy quan nghiệt đưa hồn về cát bụi. Tiểu thơ, xin đừng quỳ thân già. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải. Ta cần phải sống để báo thù chồng, sống để minh oan cho dòng hoàng phủ, sống để trừ gian diệt bạo, sống để kiến tạo cho đời nhân ái công bằng. Vinh Lan, dạ. Vinh Lan, cảm ơn em, cảm ơn em đã nhắc nhở chỉ con đường phải tới. Tiểu thơ. Thưa quốc cự phu nhân, trời đã sáng, thỉnh phu nhân trang điểm cho kịp giờ hoàng đạo tống hôn. Ủa, sao vắng lặng thế này? Tiểu thơ, hả? Tiểu thơ, ông bà ơi, gia nhân đâu? Kìa, có chuyện gì thế cô Ánh Tuyết? Dạ, tiểu thơ con không có ở trong phòng, hồng lam còn cháy dở, đồ đạc vẫn còn nguyên. Mà thôi rồi phu nhân, Lễ Quân Viên Thao để lại bỏ nhà ra đi để thủ tiếp với Thiếu Hoa. Trời ơi, con tôi Lễ Quân rồi đây thân gây dặm trường, tranh sao gọi ngốc lầm ca trăng con. Dạ bẩm lão gia, nhà họ Lưu đến rước dâu. Phu nhân, theo ngõ hậu lách mình để tai nạp mạng. Không, phu quân, sống chết, sống chết cùng cô chồng, cô vợ. Phu nhân, tại sao lại phải chết? Vì cô dâu đã trốn tội khi quân khen chỉ phải rơi đầu. Lão gia ơi, cô dâu sẽ ngồi lên kiệu cưới. Mạnh Lễ Quân đi rồi, kiểu cứ ai ngồi? Lễ Quân đi rồi, kiểu cưới ai ngồi? Có ai? Tô Ánh Tuyết thì hôn. Tô Ánh Tuyết vì giả Lễ Quân à? Ngài xuất gia du quy, khi ngài tống biệt hồn con xuống mồ, Thiếu Hoa chàng. Do tình đã xa ân nghĩa con dương tròn. Mẹ
sinh bao giờ. Tình còn như thái sơn, liều thân ra cứu cha, lòng dưng lòng ta thề hết lòng. Giờ quan đạo đã đến, mời tân nương mau bước lên kiều cưới. Cha mẹ, lễ quân con. Cha mẹ ơi, cầm bàn cúc trẻ xuống. Được cha hứa. Thiếu quá, thôi hứa rồi duyên ta, khó chăng là mơ. Cần thao thức coi lòng dài rừng nhớ thương em. Giờ mình đã sánh vai kề vai, ta bên nhau hát câu tuồng mai, nhấp nhô thuyền yêu sông tình dậy sông. Nắm tay cùng nên duyên, chỉ có quê bích này với nàng mới là phu phụ. Mơ tưởng làm gì tên tội đồ phản quốc của triều đình. Nàng có hiểu cho ta, nàng có hiểu cho ta tài gồm văn võ học tốt thế gian, nhưng một mũi tên để hận ngàn đời. Chỉ vì
chỉ vì ta thoáng trong ai nhan sắc mặn mà làm ngây ngất hồn ta như bay bổng. Ta chẳng khước từ tội ác, mong được cùng nàng phượng trả loan chung. Ai thế ơi, giờ ta đã chỉ điều kết mối, nợ tình này do Túc Đế định duyên. Xì ra Ngọc Khiết Băng Trinh chẳng trao phượng đúng mà, đừng mơ tưởng chuyện vợ chồng khi trời chưa mọc hướng tây. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai, để qua éo nụ tàn phai má hồng. Tình mình đã gây men hương yêu đang bốc, ôi Lệ Quân đến với ta đưa vào mơ dân bướm hồn qua thiên đường. Đôi phiêu sơn nữ thân tình đang đón chờ lửa yêu bừng bừng. Lệ Quân đến với ta. Ta trung tình kiên tâm không chuyển lại tên cuộc dâm loài giả mang ta dù vời xa quyết dình câu phù tùng. Nàng ơi hơi nàng lại đây chào tình tình ta qua tình. Lại đây, Lệ Quân, lại đây. Kia, Lệ Quân, tại sao lại giết ta? Tại sao? Lệ Quân. Chọn kẻ sĩ ra tài giúp nước. Loa loa loa. Gia Đồng ơi, Gia Đồng. Dạ, chuyện gì vậy Tiểu Thư? Ôi, ta dặn hoài sao không nhớ. Dạ, dạ xin lỗi Tiểu Thư. Cậu. Dạ, dạ chẳng hay chuyện gì vậy Tiểu Thư. Cậu. Này, Vinh Lan. Dạ. Lộn lộn tới ta lộn. Vinh Tát. Dạ. Loa.
do truyền chư sĩ tử đó khoa trường, đi lẹ lên trở không kịp. Dạ em biết rồi, công 10 năm đèn sách chờ một hồi phải chi tiểu thơ dạ tiểu cậu phen này trước chiếm bản vàng, trước đem tài giúp nước, giặt mặt kẻ gian thần hại người trung liệt. Dạ sao gỡ tội cho chồng? Cẩn thận chứ, cậu là con trai, con trai làm sao có chồng được. Dạ em biết rồi, trời ơi khổ quá hà. Dạ dạ hoàng phủ thiếu hòa công tử gió giông anh hùng, cậu là thơ sinh văn sĩ nhược chất liễu bồ. Nhìn má cha, câu đó dành cho nữ lưu không phải của nam nhân, nhớ không? Bởi quen cái miệng lèo qua lèo lại, cậu là đàn ông đi gỡ tội cho đàn ông. Nè dân nam là quê quán ba tên Lịch Minh Đường, là thơ sinh công tử 17 tuổi chưa chồng. Trời ơi cậu chưa còn chưa dơ. Cái gì chưa còn chưa dơ? Lộn, chưa vợ chưa con. Ta chưa con vì ta chưa có vợ. Vì khổ cái thân chưa còn chưa vợ. Chưa vợ chưa con. Vinh Phát. Dạ. Đừng có lải nhải nữa, hãy theo cậu lên đường xuống kinh ứng thí. Dạ. Bước quan sang bước đường dài, tài râu mài tận báo quân ân, cho đời an cư sống thanh nhàn, ngàn năm còn danh nữ lưu nam mình. Bước nhanh nhanh bước vội vàng, người ghi hoàng còn ta gian nan. Ôi trời đôi chân nó sừng phù, còn em giờ đây muôn rã cay giò. Cảm nguyên lễ quân Ngọc Tử Minh Đường nhập kiều. Cầu tân trạng là người bắt được, thế là rễ đông sàng của lão. Hả? Anh sư nói sao? Con là chồng của tiểu thơ. Phải. Là rễ của anh sư. Trời, Vinh Phát. Dạ. Đỡ ta. Xìu. Hai lần qua
của đời em. Bởi tân lang không là chàng, mong cho thời gian mới ngừng trôi, không gian lặng im để riêng tôi âm thầm thương thương ông nhân quá công sao đoạn. Giọng nói sao giống Vinh Lan quá. Người kia. Dạ. Ngươi là gia đồng của Tân Trạng à? Dạ phải. Dạ tôi là thơ đồng của quan Tân Trạng. Dạ là người thân tín nhất, dạ trung thành nhất, dạ cũng được cưng nhiều nhất đó. Ngươi là thơ đồng của quan Trạng à? Dạ. Là người thân tín nhất, trung thành nhất, cưng chiều nhất à? Dạ phải là dạ. Ngươi... Dạ sao? Ngươi là con gái à? Đâu có đàn ông à? À không phải. Dạ con trai à. Ngươi tên gì? Dạ Vinh Lan. Vinh Lan. Không phải. Dạ Vinh Phát. Dạ Vinh Phát. Dạ Vinh Phát. Vinh Phát. Sao giống Vinh Lan quá? Lễ vật của Tân Trạng. Ủa? Cành tranh này sao giống của Mạnh Tiểu Thơ quá? Tân Trạng nhập phong. Nhất bài thi, nhị bài đẹp, phù thế giao bài. Chồng cười gái chưa chồng, tơ hồng luôn mối không đồng. Ông chồng ngồi một đống bỏ cô vợ chèo quèo. Nhìn tôi chi em cưng, về cái cũng mọc sừng. Hai người trơ gan ngồi tới à huyền à, ngồi à kinh. Mạnh dạn lên một chút mới được. Giống tôi anh Tuyết quá vậy. Chà, sao giống Mạnh Lệ Quân quá vậy? Phải thử mới biết. À! Xích lại gần đây đi em. Ừ, xích lại đằng kia đi anh. Em. Thôi mà hiền thế ôi, chúng ta làm lễ tơ hồng, chỉ điều sẽ hối lên duyên. Phước may trời ban anh đã làm quen, giờ cưới được nàng tiên. Ba nắm tay lên tình dân.
vào cầu chớ tâm nào nghĩ đến tình yêu quyết trọn đời thu tiếc hồng nhan. Ta đang ngất ngây men cài thắm sai sai mộng sai tình sai duyên. Tận ngôn trướng qua nhưng thân trắng trao không nợ không tình không duyên. Em hỡi men tình dâng cao trong trái tim giờ xôn xao. Nao nao rau rực muốn đến đào nguyên cùng tiên qua duyên tiền khiên. Xin chớ gieo phiền cho khổ đau tâm hồn khi lớn làng duyên. Hiền Thê, Hiền Thê ơi, hãy đến đây với ta đi Hiền Thê. Đêm tân hôn một khắc đáng ngàn vàng, lẽ nào ta lại phụ vàng thời gian. Nghe giọng nói là Mạnh Lệ Quân. Làm khó tôi, làm khó tôi hả? Tôi làm khó lại cho coi hả? Dạ, dạ bẩm phu quân. Bây giờ tiếp xin làm tròn phận vợ. Hả? Nâng khăn nè, sửa túi cho chồng. Rồi để em giúp chàng thay áo, rồi vợ chồng mình vào động phòng qua chút ha. Thôi, cảm ơn nhiều lắm. Kìa, sao chàng lại bỏ lại đằng kia? Ta mắc xem sách. Phu quân ơi. Phu quân nè. Khuya rồi. Phu quân đừng có thức khuya ốm đó à. Phu quân. Trời ơi, chiều qua ngôi lụa đang chờ. Lẽ nào ta lại hững hờ sao anh? Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Thôi mà chị Tô Anh Tuyết ơi. Mà phải không? Phải rồi. Phải Mạnh Lệ Quân không? Đúng rồi. Mạnh Lệ Quân. Tô Anh Tuyết. Chị Tô Anh Tuyết ơi, em vừa nghe Vinh Lan nói em nửa mừng nửa sợ. Vì muốn cứu chồng em phải cải dạng nan trang. Còn chỉ sao lạc loài đến đất Điện Kinh. Cũng rằng tự ái nguyên sinh, không ngờ gặp được tiểu thơ. Cũng dễ mà chỉ lần lần bước phong trần, một lại nắp ơn dài. Cách sao làm chúng ta là tỷ muội? Không, là vợ chồng mới cưới nhau. Dạ phải, dạ, tiếp xin lỗi phu quân. Hiền Thê ơi, đêm tân hôn một khắc đáng ngàn vàng. Cùng vào trướng gấm dỗ an chất nồng. Mời phu nhân. Mời phu quân. Chị có nhớ mặt Hoàng Phủ Thiếu Hoa không? Sao lại không? Lúc đó em đứng trên lầu cao, nhìn chàng xạ tiễn quay phong lẫm lẫm. Bóng hình chàng ghi khắc mãi lòng em. Thôi đừng có ở đó mà mơ mộng hoài ha. Nè, dân lệnh vua, em làm giám khảo chọn được một sĩ tài tên Dương Thiếu Phủ, tử Tùng Hoa. Em nghi chàng đã đổi họ thay tên Tùng Quân diệt giặc cứu cha chuộc tội. Dạ, có Dương Thiếu Phủ xin vào bái kiến. Nè, chị nhìn xem có phải ổng không? À, đúng rồi, đúng là
người yêu trong mộng của tôi rồi. Nè, đừng quên chị là vợ của binh bộ thượng thơ nha. Vô trong mau để tôi tiếp khách. Tội nghiệp em mà, cho em nhìn một chút thôi mà. Vào trong. Mời vào. Môn sinh tên Dương Thiếu Phụ tự Tùng Hoa, kính chúc ân sư vạn phúc. Miễn lễ, miễn lễ. Đa tạ ân sư. Bình Động Nguyên Soái đến thượng thơ phủ có việc gì chăng? Bẩm ân sư, môn đệ đến cám ơn ân sư tiến cử môn đệ lãnh quân trừ phiên quốc, sau tạ từ với lời hẹn trở về trong ca khúc khải hoàng. Tốt lắm, tốt lắm. Chẳng những ta mừng thắng trận, mà ái thê của Bình Động Nguyên Soái cũng có phần vui lây. Bẩm ân sư, cung đàn gãi gánh, kêu rã hồ tan, chuyên đầu vừa kết đã dở dang. Môn đệ có vợ mà như chưa vợ. Như vậy là sao? Ân sư ơi, hôn ư kết đôi sao cuộc thi tài xa tiền. Chỉ vì tranh duyên thất bại nên kẻ ác giả tâm sắp bài gian kế mưu hại gia đình tôi lì tan đôi nơi. Phiêu bạc nổi trôi góc biển chân trời, xa mẹ lìa cha lẻ bước độc hành trong gió sương. Tưởng cùng nàng nên nở chút mai, xin lễ trao tay chờ đợi ngày lành. Ngờ đông quả phúc không lường, nát cửa tan nhà cốt nhục phân ly. Thoáng nghe qua rất đổi thương tâm, gia cảnh của Nguyên Nhung gặp chuyện chẳng lành, còn bề duyên nợ thế nào? Sao cuộc tỷ tiến thành công? Lưu lạc giang hồ sông kiếp phiêu linh, môn đệ nghe tin kẻ ác lòng quyền phao du chúng tôi phản thần. Để tách rời hai họ thông gia, buộc phải đoạn tình dứt nghĩa từ hôn. Xin lễ đến dinh, xin cưới được nàng, dùng quy quyền bắt ép mọi điều, buộc nàng phải ngồi lên kiệu cưới. Thế là phu nhân sang đò tách bên, quên mối tình đầu, quên lần gặp gỡ. Nàng gả đưa mắt dù quy là cứu toàn gia thoát tử, chứ phải đâu nàng ham mê nhung gấm quy quy. Nú hận làm vui trời cơ hội báo thù, gánh qua đào vùi dập đáy sông sâu, dòng nước biết muôn thi hài người bất hạnh. Gia di khổ đau khắc sâu lòng môn đệ, tha thiết nhớ thương ai và kính phục đến muôn đời. Hay, hay lắm, hảo khí cái nữ lưu cân quốc, giữ tròn đức hạnh thủ tiết báo thù chồng. Ai nghe qua cũng thấy não lòng, chuyện tình của Nguyên Nhung quả éo le mà tuyệt vời như tranh đẹp.
vì tôi mà quyên sinh quỷ mạng để tỏ lòng chung thủy, có lý nào tôi lại thay duyên đổi nợ vong nghĩa phụ tình. Lòng đã nguyện kiếp này chẳng nên duyên chồng vợ thủ tiết cùng ai cho đến ba đầu. Nguyên nhung quyết không tái hôn mà. Nhưng tôi ở vậy thờ nàng. Nghe rõ chưa? Mát bụng chưa? Ân sư hỏi ai mát bụng? Ơi tôi hỏi nàng gì không Nguyên Nhung ở dưới suối vàng có nghe rõ lời và mát bụng chưa mà. Cảm ơn ân sư. Đẹp, đẹp lắm tấm lòng cao cả của Nguyên Nhung tôi có lời khen ngợi. Nhưng nên nhớ đừng quá lũy tình mà quên diệt nước diệt dân. Trước phút long hành tôi cầu chúc Nguyên Nhung sống trì cai đắc tăng cứu cha và thoát nạn. Ông sư nói cứu cha thoát nạn. Tên Dương Thiêu Phụ hay tên gì cũng được, ai cũng có cha có mẹ đây cũng thờ. Nhớ chiến thắng quét sạch bọn xâm lăng, giữ đất nước an lành thành trì. Nếu thất bại không riêng chết, mà vợ của tôi cũng liệu mình tự tiếc chết theo. Ân sư, tại sao tôi chết mà ân mẫu cũng chết theo? Là gì? Tôi bảo lãnh cho Nguyên Nhung, tức là phải tội liên can, mà tôi chết thì vợ tôi cũng chết theo mà. Dạ, đa tạ lời vàng chỉ giáo. Xin bái từ phát pháo ra quân. Có hôm nay lòng ghi ân chẳng quên thi tài lập chiến công. Lý Tửu Đào xin chúc an lành giữa nơi rừng tên Mũi Giáo. Ngài vinh quang đón nhau trong khúc hải hoàng ca. Rượu này giới uống say cho thỏa lòng thương mến. Xin cứu biệt ân sư. Chúc Nguyên Nhung mã đăng thành công. Thank you.
Đông Nguyên Soái, tội thay tên đổi họ, chịu quốc pháp gia hình. Dạ tâu bệ hạ. Trẫm nhớ rồi, trẫm nhớ rồi. Nhưng đã có công bình giặc an dân, trẫm miễn truy xét tội, đa tạ thiên nhân. Hỡi các quan văn võ, tất cả hãy nghe trẫm định công luận tội. Bình Đông Nguyên Soái, hoàng phủ Thiêu Hoa, chuyện thắng lập đại công, hiếu trung vẹn vẻ, trẫm sắc phong trung hiếu Đông Bình Dương. Bệ hạ vạn vạn tuế. Hoàng phủ kính. Dạ. Một lòng trung liệt, liều chết chẳng quy hàng, trẫm sắc phong võ hiến Dương. Bệ hạ vạn vạn tuế. Hoàng phủ trưởng qua. Dạ. Ta. Dạ tâu bệ hạ. Hoàng phủ trưởng qua đang chờ lệnh. Sao bệ hạ nhìn hoài vậy? Trẫm nghe rồi, trẫm nghe rồi. Hoàng phủ trưởng qua. Dạ. Bắt sống thần võ quân sư, phá tan đại quân phiên quốc. Hoàng thái hậu đã ban chỉ dụ phong trưởng qua làm hoàng hậu nguyên triều. Thái hậu thiên tuế, bệ hạ vạn vạn tuế. Cung nữ. Dạ. Đưa hoàng hậu vào cung vấn an thái hậu. Binh bộ thượng thư. Dạ. Có công tiến cử nhân tài bình phiên định quốc, nay sắc phong hữu thừa tướng. Bệ hạ vạn vạn tuy. Tâu bệ hạ, thần xin dâng lên khẩu cung của thần võ quân sư, mật ước kết giao giang san chia cắt. Cha trả hay cho lô quốc trưởng giữ không? Người gian manh cùng phiên kết giao, chia gian sang làm nguyên đại dương. Cái mây đời trung trang hàm quan, nhờ minh xét cho. Đây tâm thơ đầu đuôi đã cay, phiên quân sư trình tâu đến ta. Kế họ hoàng điêu hoa, tùng lưu, hai lưu thái sư. Đây khấu cung của Lưu Khuê Bích nhận tội mình, trình bệ hạ phân minh. Thật ngao ngán lòng người gian trá, người nói sao với khẩu cung này? Muôn tàu đúng là bút tích của Lưu Khuê Bích, nhưng có lẽ chịu không nổi sự tra tấn dã man của Tạc Khấu, mới phải viết như thế vì cường sang bắt buộc. Vậy còn bức mật ước trong mình của Lưu Khuê Bích đem trao cho thần võ quân sư, Vĩnh Tài thái sư viết cũng là bắt buộc sao? Quan, quan của hạ thần lâm bệ hạ ơi. Tâu bệ hạ, thần xin được giải Lưu Khuê Bích vào đền đổi chức. Trẫm nhậm ngôn. Trực điện quân. Giải tội phạm Lưu Khuê Bích nhập đền. Lưu Khuê Bích cô. Cha. Dạ. Tội thần Lưu Khuê Bích phụ phục trước sân rồng, kính chúc long nhan vạn vạn tuế. Lưu Khuê Bích. Dạ. Triều đình đãi ngươi trọng hậu, sao lại manh tâm mãi quất cầu dính? Sớm công khai mọi sự, lượng tội được giảm khinh. Dẫu gian ta sẽ chiếu quốc pháp tru di cửu tập. Trời! Cha! Cha ơi, có phải chăng đây là thiện ác đau đầu chung hữu báo cao phi diện tổ gia nan? Hãy nhớ nhân thái, đó là định luật tuần hoàn.
gia dù không họ hoàng, Tam Tông bị tru di, mưa phán thần bán nước cầu dinh, trước điện vàng mọi việc cung trai, xưa tỷ tiễn xa bào, thất bại thần thù thần ưu mang. Tiểu Xuân Đình đốt cho tiêu qua, mượn chức quyền cha ép họ mạnh trao tiền, ao côn minh lệ quân cầm mình, sông nước vùi hồng nhan. Mật thơ giao ước chính thần mang sang phiên bang, chia cánh sang hà thần cam thọ tội rơi đầu, xin tha cả toàn gia. Quả cả nhà gian ác, tội cấu kết ngoại bang, mưu hại người lương thiện, võ đao quân, đem cha con Lưu Tiệp pháp trường xử trảm. Nhành cô xin được giữ xác thân chờ trước linh hồn. Tội mài quốc cầu chính, tội phải gia hình, chơi giấc mộng đồ dương làm thanh danh băng hoài, tông tổ mấy đời thần tứ vẹn. Hoàng nói tưởng nghĩa tàu mang, Lưu Hoàng hậu châu trần dày tan lệ, châm chưa cứ tha giảm tinh trọng tội cho hồn thị nương thọ phúc của thánh hoàng. Thiêu qua công tử xin nghĩ chút tình nỗi tiểu xuân đình, liều phận cai cứu anh hùng thoát nạn, để quan gia võ đao quân. Yeah! Ý lệnh tâu bệ hạ, xin đình thủ, cho phép thần cật vấn vài lời với Lưu quận chúa. Trẫm thuận ý. Quận chúa có thể cho tôi biết quận chúa cứu ông Đông Bình Dương ở tiểu Xuân Đình như thế nào không? Dạ bẩm ân sư, môn đệ nghĩ rằng chám phiền ông Đông Bình Dương yên tiếng, tôi cần nghe lời nói của Lưu quận chúa. Dạ, mẫu thân tôi báo mộng, báo rằng hoàng công tử bị nạn ở tiểu Xuân Đình, tôi phải cứu hoàng công tử vì có tiền duyên, cho nên tôi không nài thân gái giữa trời khuya, gặp chàng đặng báo tin. Dạ rồi, nàng Lưu tự ái huyên sinh, nếu tự giận sao còn sinh mạng. Trong lúc quỷ mình họ hoàng ôm vào lòng, ôm vào lòng, bởi túng thế cứu người ngài quên câu thọ bất thần. Rồi 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 rồi, sao bà kể tiếp đi. Nghĩ duyên nợ là do trời định. Dạ tôi có nói là đã có hứa hôn rồi, chẳng thuận lòng kết tình, nhưng tôi hứa làm thứ thề, nguyện sửa đất nâng thân, chờ thông qua cùng mạnh lễ quân chàng cưng già trao căn đôi quả hát ước mãi bên mình như gìn giữ chồng. Trời ơi, nói vụ đó ra làm chi? Sao đã trao khăn đổi quả? Dạ thưa ân sư. Thôi tâu bệ hạ, tội cha con Lưu Tiệp đang gia hình trảm tù, nhưng nghĩ tình Lưu hoàng hậu xưa hiền đức kính yêu, chúa giáng chỉ Lưu Đài chém đầu Lưu Khuê Bích. Lễ thừa tướng lời phân hữu lý, quân sĩ giam Lưu Tiệp vào chốn thiên lao. Dạ tâu bệ hạ,
Lưu quận chúa đã cùng Đông Bình Dương trao kỷ vật hẹn ước đá vàng. Xin bệ hạ, ta thành hôn lễ ân sư. Ân sư ơi, dù quận chúa con cứu mạng, nhưng hai họ Mạnh Hoàng đã đinh ước giao. Chỉ bị ép tình lễ quân trầm, mình tuân tiết thần nguyện suốt đời cô phòng chiếc bóng. Hình ảnh trong tim vàng khi có phai nhỏ, bóng hình lễ quân kiều nữ dầu cách núi ngăn sông nghìn trùng, tôi vẫn nhớ mãi ba tiếng mạnh lễ quân vàng khi chẳng phai nhỏ. Dù chúng tôi chưa một lần gặp mặt, nhưng trong giấc ngủ em đêm hằng gọi tên nhau. Nếu kiếp này không cưới được nàng Mạnh Lễ Quân, môn đệ quyết trọn đời cô độc. Ai ơi mặt đôi mặt sao nỡ làm mặt lạ, có phải tiêu gan thứ giả trong mày. Ông Đông Bình Dương, hãy quỳ trước điện thọ ân tứ sắc thành hôn đi. Chung tình làm gì khi người con gái kia đã chết? Không, nàng còn sống ân sư à, và hiện giờ có mặt ở đây ân sư à. Hả? Đông Bình Dương, sao khanh nói là Mạnh Lễ Quân đang có mặt ở đây? Còn lễ quân nào đã tuẫn tiết? Môn tâu, Mạnh Long Đồ nhạc phụ đã trao cho thần bức chân dung của Mạnh Lễ Quân tự tay phát họa. Còn người con gái quyên sinh ở ao Công Minh là Tô Ánh Tuyết tráo hôn. Dừng bức chân dung cho quả nhân xem. À, thừa tướng. Dạ. Sao bức chân dung của Lễ Quân cảm nhìn thấy nó có nhiều nét hao hao giống lịch tướng quá à? Dạ đúng vậy. Sau khi xem bức chân dung, thần có thể quả quyết Mạnh Lễ Quân là Lễ Thừa Tướng. Hãy cho Đông Bình Dương, giỏi cho Đông Bình Dương, dám vô lễ xúc phạm đến ân sư à. Ân sư ơi, có chết tôi cũng cam đành, chỉ mong chồng gặp vợ. Loạn hết rồi. Tâu bệ hạ, lễ của thần, thần biết. Thế mà nay Đông Bình Dương lại nói là gái giả trai, trong khi Lương Tố Hoa, ái nữ của thần, đang có thai 2 tháng. Dạ ông Tâu bệ hạ, dạ hiền thê của thần có thai 2 tháng. Tâu bệ hạ, để việc này sáng tỏ, xin bệ hạ truyền chỉ thoát thai khám nghiệm. Trời ơi. Dạ, Tâu bệ hạ, Hoàng Thái Hậu đột nhiên hỏa bệnh. Hữu thưa tướng.
dâng lệnh trảm vào cung trận mạch cho Hoàng Thái Hậu. Xin tuân lệnh. Đông Bình Dương, trẫm phá lệnh cho ngài lành thành hôn cùng Lưu quận chúa. Tâu bệ hạ. Bãi chào. Bệ hạ, trời chiều bóng ngã về Tây, xin cho thần được cáo lui về tứ phủ. Chẳng mấy khi việc nước rảnh sang, cho tôi tâm một phen du ngoạn. Trầm Hương Đình Thanh Lịch, đúng là nơi để giai nhân tài tử uống rượu tỏ tình. Tình thơ. Nhưng chỉ e quần thần sẽ đàm tiếu luận bàn. Có gì phải sợ luận bàn đàm tiếu? Quyền Năng. Dạ. Hốt Xương. Dạ. Mỹ Yên là xong chưa? Dạ. Đã sẵn sàng. Mời lễ tướng quan an tọa, rồi cùng ta thưởng thức hương vị của Quỳnh Hoa Mỹ Tử. Mặt khách tao nhận giác vào ý thơ, trầm hương đình vì bóng đôi mình như yên quanh hòa đôi. À ha, à, 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 à. Đó lệ tướng thấy không kìa, chập chờn bướm lượn á, cánh sông sông như quá nhân gần bên khanh. Tâu bệ hạ, bướm là bướm, người là người, chúa là chúa, thần là thần, đâu có chuyện quân thần đảo loạn. Ôi kìa, cấm lỡ lời chứ có gì đâu mà khanh cố chấp quá vậy. Xin bệ hạ hiểu cho. Kìa cánh hoa hồng như hoa cánh hồng, làn môi thắm thước tha yêu kiều, như hàng Nga tiên giáng lâm mà. Bởi vô tâm khuyên khanh bớt ngã dần. Tâu bệ hạ, thiên tử bất hí ngôn, xin thánh hoàng thận trọng. Trẫm hứa cẩn ngôn, được chưa? Nàng đáng cho ta khâm phục. À, mời thừa tướng ngồi. Dạ. À, thừa tướng nè, để thử tài khanh. Trẫm cùng khanh bây giờ đánh cờ nghe, mà trẫm vào ai thắng thì sẽ được thưởng ba chung mỹ tử. Vậy ai làm trọng tài? Quyền Năng. Dạ. Hốt Xương. Dạ. Hai người làm chủ khảo nha. Dạ. Nào, tiên hạ thủ Di Cường, quả nhân đi trước nha. Dạ. À, ông Quyền Năng, bây giờ ông bên địch thừa tướng, tôi bên bệ hạ, nhớ bệ hạ giao nha. Ai thắng uống ba chung. Đúng. Hay quá, hay quá.
rồi. Báo đầu xuất tướng xe đâm thọc. Dạ mời, dạ mời hoàng thượng. Dạ. Quyền năng nước tương. Dạ. Công công mời bệ hạ. Dạ mời hoàng thượng. Ủa, sao lại là trắm? Canh thua là phải uống chứ. Dạ đâu có, nãy bệ hạ có giao rõ ràng. Dạ ai thắng thì được thưởng ba chung. Dạ xin mời bệ hạ. Dạ đúng đó bệ hạ, hồi nãy bệ hạ có giao rồi. Ai thắng được thưởng ba chung. Dạ mời bệ hạ vui lòng cạn chén. Uống thì uống chứ có sao đâu. Nè, một ly thoải mái tâm hồn, hai ly tâm hồn thoải mái, ba ly thoải mái tâm hồn. À, thôi bây giờ lịch tướng nè, quả nhân đổi lại nha. Bây giờ ai thua thì bị phạt ba chung. Thua thì bị phạt. Thì nhớ nha. Nhớ nha. Hạ giao lại rõ ràng nha. Ai thua thì bị phạt ba chung nha, trong quan thưởng nha. Dạ mời bệ hạ. Hay ba nửa nhập cung tứ sĩ lùng bùng, thái giám rớt rượu rồi mày. Mời dạ mời bệ hạ vui lòng chén cạn. Tại sao lại mời cẩm, phải mời lịch tướng chứ. Dạ muốn đâu bệ hạ, hồi nãy bệ hạ giao lại rồi. Bệ hạ nói ai mà thua thì bị phạt ba chung. Dạ bây giờ bệ hạ thua, mời bệ hạ vui lòng cạn chén. Dạ phải đó bệ hạ. Người thắng cuộc uống là hồi nãy. Dạ. Rồi bây giờ người nào thua thì uống. Dạ. Bây giờ chấm thua. Dạ. Tự phạt. Dạ. Uống liền. Dạ. Uống. Một ly thoải mái tâm hồn, hai ly tâm hồn thoải mái, ba ly thoải mái tâm hồn. Thôi được rồi, chấm cho phép tất cả các khanh lui ra ngoài, nghe chưa? Lễ tướng quan, quả nhân không cần phải giấu giếm nữa. Ý ta mời khanh đến đây để bàn chuyện bức chân dung mà Đông Bình Dương dân trước điện. Thật quả nhân thấy không sai, lễ tướng quan và bức chân dung tuy hai mà như một. Dạ tâu hoàng thượng, hoàng thượng đã quá chén, thỉnh hoàng thượng hồi cung. Phải, ta sai, sai tài, sai sắc, sai tình. Nên quả nhân nằm cạnh ngủ không tròn đêm, thao thức bờ ưa cùng với anh tần kề. Nghe lời phán tướng bên tai sấm vang rền, không dư câu quân thần tiên sâu chê bài. Duyên bất niên nguyện trao đá vàng, trang thuyền quyền tử dày kết châu trần. Thân nam tử phải đâu tội gặp nhang hồng, xin thánh quân lựa lời qua chen không nên. Tay nắm tay ta cùng sánh bước ngang dài. Bệ hạ đã sai rồi, xin kêu biệt. Lịch tướng, lịch tướng, lịch tướng. Bệ hạ, té té té. Cạnh chàng thôi. Sao là Lưu Yên Ngọc mà không là Mạnh Lệ Quân? Phu Lan, chàng hãy ráng uống thuốc này vào, sẽ giúp chàng định thần phục sức. Thuốc thang chi cho nhọc, Yên Ngọc ơi, cung đàn gái gánh sầu ly biệt, gió kép mưa đông.
lạnh tâm hồn. Thuốc thang chỉ giúp lành thân xác, nhưng làm sao chữa lành được trái tim ta từng hồi đang dị. Mau ấp ủ nỗi thương đau éo hắt nhớ thương, ai suốt kiếp vẫn không phai nét bút còn ghi gian liễu bé chi thêm mà đau khi người xưa thì đã chết rồi. Không không nàng vẫn còn sống ở dương gian, vẫn trọn đời ngự trị trái tim ta. Bẩm buồn chúa, bẩm buồn chúa, xong rồi, xong rồi. Giang Tư Nghĩ, yeah. Ta sai người mang thơ sang dinh thừa tướng, người có bằng lòng đến trị bệnh với Đông Bình Dương không? Dạ bẩm buồn chúa, em vâng lời, quận chúa sai đi đem thơ đến ông Lịch Minh Đường. Ông xem thơ rồi mặt ngủ mài trâu, đôi mắt rượm luôn đỏ que cả đồng. Em mở lời khẩn thiết vàng cầu, bởi đau buồn tưởng nhớ lệ quần, không ăn không ngủ suốt đêm thở dài. Lúc trước thì da bọc mỡ, bây giờ thì nôm nhấp nôm nhồm, xương loài mã hốp mắt sâu, chừng năm ba bữa sẽ đem ra nghỉ kỳ. Tướng Hỷ, dạ. Tại sao ngươi nỡ nói chuyện không may? Dạ em phải nói vậy để kích động lòng thừa tướng. Nếu ổng đúng là Mạnh Lệ Quân mà từ lâu thiên hạ đã nghi ngờ, thì phải xót xa khi hay tin Đông Bình Dương đang bệnh. Quận chúa ơi, em nói chuyện với ổng, nhìn kỹ ổng, em quả quyết ổng không phải là con trai. Ồ, nói vậy thì Lịch thừa tướng là gái rồi. Dạ ổng không phải là con gái nữa. Tướng Hỷ, dạ. Không là trai, cũng không là gái, vậy ổng là cái gì? Dạ là đàn ông á. Là đàn ông? Dạ đúng. Vì ổng là đàn ông nên ổng mới có vợ. Sở dĩ em dám quả quyết ổng là đàn ông vì em có gặp vợ ổng đang mang bầu 3 tháng. Sao người biết có thai 3 tháng? Kinh nghiệm bản thân mà. Cái bụng tròn tròn là non non 3 tháng đó. Lúc ổng sửa soạn qua đây, vợ ổng có ra nói chuyện em thấy rõ ràng. Em dám cam đoan nếu kỳ này bà không sanh trai thì nhất định sẽ sanh con gái. Nếu thật như thế thì tội cho phu quân ta mãi hy vọng Lịch Minh Đường là Lễ Quân cải vàng. Cô rồi quận chúa ơi, vậy là lộn quẻ rồi. Dạ, hữu thừa tướng đến. Tư Nghĩ, bây giờ ta phải làm sao? Dạ bẩm quận chúa, quận chúa đừng buồn, còn nước còn tát. Hồi nãy bị đối diện nên em khó nhìn, bây giờ quận chúa nói chuyện đằng trước nghe, em ở đằng sau nhìn lén. Nếu ổng có xỏ lỗ tai thì đúng là gái giả trai, còn nếu không có xỏ lỗ tai mà tướng ta hiểu điệu như vậy thì ổng là lãi cái. Lưu Yến Ngọc khâu đầu bãi kiên ân sư thừa tướng. Quận chúa tự nhiên cho, nhận được tơ của quận chúa ta liền sang để chấn mạch cho Đông Bình Dương. Không có thấy. Dạ, mời thừa tướng an tọa. Tướng Hỷ, dạ. Á cha. Cảm ơn. Quận chúa à, ta cần biết khởi nguồn từ đâu mà ông Đông Bình Dương thọ bệnh vậy? Không có sợ. Dạ, thời tướng dùng trà. Cảm ơn. Mạnh Lệ Quân ơi, Mạnh Lệ Quân. Kêu nữa. Dạ, bẩm thừa tướng, chàng nằm bất động mấy ngày nay, không ăn, không uống, luôn miệng gọi Mạnh Lệ Quân. Và nhờ thừa tướng rủ lòng thương, chẩn mạch kê đơn cứu mạng. Nghĩ tình sư đệ, ta sẽ tận tâm cứu chữa. Người hãy mang cho ta hồng lạp và đuổi hết gia đình lớn nhỏ ra ngoài, cấm không được ai lấp ló. Dạ, tại sao lại đuổi hết ra ngoài? Vì ta cần yên tĩnh để ta lắng nghe hơi thở để dễ dàng trị bệnh mà. Gia đình, dạ. Ra ngoài hết nghe chưa? Tao là quản gia ở lại hầu. Nhà ngươi cũng phải ra ngoài. Dạ em ở lại để dòm bánh trà ngon chờ sai vạc. Ta không cần. Tưởng Hỷ, ngươi cứ ra ngoài, ta ở lại đây cũng được. Không, cả quận chúa cũng phải ra ngoài.
nhưng mà thiếp là vợ của... Đó 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 đó, chính là bà là vợ đó. Bà ở cạnh ổng mà ổng mau chết á. Bây giờ bà ra ngoài, bà có chịu đi không? Dạ tôi... Bà không đi thì tôi đi à? Dạ 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 dạ, để tôi đi. Chi điền hỡi chi điền, liên lưu chi chuột thảm đeo phiền. Kiếp này có lẽ phu thê gặp mặt rồi, phu lang ơi. Quận chúa ơi, đúng rồi. Dạ. À, chuyện gì đó quận chúa? Dạ, 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 quận chúa nói thẳng đi, chứ em nghe ổng gọi Tân Bình Dương là phu lang mà. Dạ, dạ bẩm thừa tướng, xin ngài bỏ lỗi cho tôi mới dám nói. Hình như ngài vừa gọi chồng tôi là phu lang. Sao quận chúa lại nói như vậy? À, dạ dạ không, không chỉ riêng tôi mà cả Tấn Hỷ đây nghe cũng rõ. Dạ đúng, tôi nghe rõ ràng, ngài kêu Đông Bình Dương là tỉnh dậy Vu Lan ơi đó. Thật tôi không ngờ làm ơn mà mắc quán. Nể tình của quận chúa mời qua đây chẩn mạch, tôi tay chạm tay, mặt đối mặt, lắng nghe từng hơi thở và đoán bệnh, nói rằng hà phi giả, hà phi giả, khởi tử đoan, khởi tử đoan, quả lục mạch phù can, ngũ tạng suy tại phế. Tôi nói phù can chứ nói phu lang rồi nào. Trời ơi, Tấn Hỷ, tại sao ngươi nói là phu lang? Trời ơi, chết tôi rồi. Ông nói phù can mà tôi nghe phu lang. Trời ơi, thì chắc tôi xỏ lỗ tai nữa quá, bị phù màng nhĩ rồi. Trời ơi, nếu bà còn nghi kỵ thì thôi, để tôi về. Ân sư, ân sư đức cao trọng vọng, lâu lời xin ai thứ tha, bởi tôi quá đổi yêu chồng, dù chưa cùng chung gối chung chăn, dập đầu xin cứ phu lang. Giờ thì bà lui ra đây, tôi bắt mạch cứu hoàng thiếu hoa. Thiếu hoa ơi, nhìn chàng thiên thiếp nằm mê, mà ruột gan thiếp quặn đau từng chập. Thiếu hoa ơi, nhớ mà giận vẫn càng thêm giận, nghĩ cũng thương thương lại thêm chàng giàu dài bước phong sương thoảng tru gì đôi nỗi bốn phương trời ngày tí tiện tranh hôn cũng là ngày hoàng phu chiều quan tình quê bích đoạt hôn ghép đổi cha chàng phản quân thiếp quyết tổ tiết cùng chàng nên lìa bỏ gia đình cải già tội trung thần. Nhưng rồi lo sợ nếu nhận mình là gái giá trai sẽ thoáng rơi đầu. Ngài chàng tay tên đổi họ tổng quân diệt giặc, em mừng vui chồng vợ đã có cơ tái ngộ, tiện bước ai đi tất lòng lưu luyến, dù chẳng nói thành câu nhưng ánh mắt đã thay lời. Ngài chàng chiến thắng lập công cũng là ngài đéo tiếp nỗi hờn ghen, vẫn chàng chẳng một lòng chung thủy, tiểu xưng
tình bơ thiếu hoa, có thiếp là Mạnh Lệ Quân đây. Mạnh Lệ Quân, Mạnh Lệ Quân à, kìa ân sư. Thiếu hoa thất lễ, ân sư sang dinh, thiếu hoa không kịp bài nghi lễ tiếp nghinh, xin tha thứ tội. Thôi lễ mễ làm gì, ông đang đau mà. Tại sao ra nông nỗi này, thần lực suy giảm, thể xác héo mòn, có phải vì quá vui duyên mới nên tinh thần hao tổn không? Tôi và Lưu Yến Ngọc trên danh nghĩa vợ chồng, thật sự chưa dai kề má tựa. Chưa dai kề má tựa. Thế tại sao bệnh nặng, có phải vì tưởng nhớ đến Mạnh Lệ Quân không? Phải. Ân sư ơi, ba tiếng Mạnh Lệ Quân đã khắc sâu vào tâm nào. Nhìn chân dung mơ ước chuyện tương phùng. Ly tan khóc duyên tình vợ giang, tháng năm tôi vẫn đợi, nhưng thời gian mãi cứ trôi. Lệ Quân em ơi, anh sẽ mãi chờ em, mãi chờ em trọn đời. Nhìn hoàng phủ thiếu hoa, những lời nghe sao thật buồn. Thật lòng khuyên nhủ người, từ nay hãy quên đi mối tơ lòng vợ ta. Tháng năm như phép màu, sục nhung nhớ lãng quên. Người ơi quên đi, yêu chi bóng người xưa, bóng người xưa. Giờ xa thầm, trong khi cánh chim kia vì lòng son chén ngọc cứ cánh bay đi, bỏ lại sau lưng tình cảm chân thành. Dù nàng đôi trắng thay đen, nhưng tôi chẳng quên. Đã kết liễu cuộc đời tỏ giả sắc đính. Lệ Quân ơi, nàng còn sống hay đã chết, một mực chung tình hay đã phụ vong? Nàng còn đang quanh quẩn đâu đây, hay xa tích muôn trùng có hiểu tâm giả thiếu hoa đang khắc khoải nhớ thương
bệnh của ngài chỉ cần uống 3 thang sẽ khỏi. Thôi, xin cứ việc. Mạnh Lệ Quân, Mạnh Lệ Quân, tại sao nàng cơ như đá, vẫn như trong thất lòng thiếu qua nàng đã rõ. Tại sao mãi hững hờ để sầu khổ dâng cao. Mạnh Lệ Quân. Thiếu qua ơi, tội gì làm khổ cho mình, hãy cúi đầu mà tuân theo số phận. Số phận gì mà bắt chồng xa vợ, buôn mắt nhìn nhau mà ngăn cách chia xa. Thôi rồi một kiếp tình gian dở ngăn vợ ly tan, mèo vạc như trầm. Mạnh Lệ Quân nhìn Thiếu Hoa, đừng để tiếp sống đời qua mùa, tình lại hỡi chàng tiếp là Mạnh Lệ Quân. Mạnh Lệ Quân, nàng là Mạnh Lệ Quân. Rồi, hết đau luôn. Chị Mạnh Lệ Quân, em biết mà, hữu thừa tướng là Mạnh Lệ Quân. À, thì ra ông Đông Bình Dương giả đau để gạt tôi à. Bà Lơ Quận Chúa, dạ, dạ. Bà kêu ai là Mạnh Lệ Quân? Dạ, tôi nói cho bà biết, tôi là thầy thuốc, y giả như y giả. Phải tìm mọi cách để cứu cho bệnh nhân. Ông Đông Bình Dương đã khỏi bệnh rồi, tôi xin cứu. Lệ Quân, xin đừng bỏ ra đi, ân tình khắc trong tim. Suốt kiếp hương thề xe tóc, yêu đến khi bạc đầu. Cùng là trai, hai nữ nhi trăm cài, mong nỗi duyên càng lệ chỉ hoài công thôi. Đính hôn ước lúc trước ta đã kết lý đâu phù dòng. Thiếp xin khấn cầu thiếu qua khổ sầu, đừng ra đi tình phân ly. Buông tôi ra! Không buông! Buông ra! Không buông! Quỳ đi! Bẩm hoàng hậu, Lệ thừa tướng vừa hạ xong bức tượng Quan Âm Đồng Tử, hoàng thái hậu lệnh cho ngài mang đến đây và lệnh cho hoàng hậu ban ngọc tiên tử 3 chung tượng thưởng lịch tướng quân. Cho mời Lệ tướng quân vào. Xin tuân lệnh. Lệ quân ngọc kính bái hoàng hậu an hậu. Thái giám hiển lễ. Lễ thừa tướng bình thân. Dạ đây bức tượng Quan Âm Đồng Tử kính dân hoàng hậu. Đẹp đẹp thật, quả nét truyền thần sắc sảo có ai hơn. Nam hải Phật bà dân thế bạch y, toàn thân ngự cử phẩm liên toàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, tai bồng hài mặt nhiều phúc hậu. Ta đêm ngày thiện niệm cầu Phật Quan Âm, sông trổ lòng nhi nguyên quốc núi dòng. Quả khánh tuổi trẻ cao tài, hướng bảo hòa học sĩ lễ đương quan
càng sai, sai càng hay hiền thân cứ sai. Ha Diệu lễ thượng tướng đến thanh phong trang, cấm không cho ai được phép đến gần. Thoại anh, yeah, hãy mau dâng lệnh thoát hại để xem lễ thừa tướng là trai hay gái. Xin tuân lệnh nương nương. Đúng là gái giả trai rồi, đôi tú hài xinh xắn thon thon, quả tiểu thơ khuê cát, chứ đôi chân tam thốn kim liên. Thoại anh cung nữ. Dạ, chẳng hay bệ hạ quan lâm, chậm thi lễ, lượng sinh thứ tội. Ngươi làm gì lấp ló, đôi mắt lại láo liên. Ai, ai đang ngỡ sập vàng? Dạ, là quan thừa tướng. Quan thừa tướng? Tại sao lại nằm đây? Thừa tướng vào cung quả tượng quan âm, hoàng hậu ban ba chung hồng đào ngọc tiên tử. Thừa tướng muốn sai, dạ, đưa về thanh phong cát. Dạ rồi. Rồi sao? Con dân lệnh thoát hài. Thoát hài lễ tướng à? Rồi, rồi kết quả ra sao? Dạ đây, đôi tú hài, thừa tướng là gái giả trai. Chà chà, dám phạm thượng, lăng nhục đại thần à. Cầu hoàng thượng khai ân, con chỉ làm theo lệnh. Thôi được, ta tha tội cho ngươi. Nhớ, nếu thái hậu và hoàng hậu có hỏi, ngươi nói rằng thừa tướng quá sai, chưa kịp thoát hài, bọn nội giám đã dõng về dinh. Xin tuân lệnh. Tú hài ơi, tú hài, bao phen ta đã mong ngày cùng ai tỏ tâm ma. Ta là đấng quân vương yêu thầm tài ai à, 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 à. Trời ơi, khổ ơi là khổ hà, thân nó như vậy mà không lo giữ mình, uống rượu chi nằm sai bất động, cả ngày kêu hoài không tỉnh hà. Phu quân à, tướng công ơi, tướng công, tỉnh dậy đi bà chị. Dạ tâu hoàng hậu, thần chưa có sai đâu, uống thêm mấy ly nữa cũng được mà. Trời ơi, dậy đi bà chị, chưa tỉnh sao mà còn đòi uống nữa. Hả, phu nhân đó hả? À, ta chóng mặt quá. Hả? Hả? Gia nhân đâu? Bãi hầu hết nha, không có ai lấp ló ở ngoài đây nghe chưa? Hả? Chuyện gì vậy hả chàng? Chàng cái gì nữa? Bị thoát hài rồi. Trời, bị thoát hài rồi à? Nhưng mà ai bày mưu này? Có lẽ là hoàng thái hậu chứ không ai hết. Bà hoàng hậu ơi, bà hại tôi, bà mang tay đã ba tuần trăng, bà tạ ơn trên bài đèn nhang, nhờ quả quan thế âm bồ tát. Thường tại qua rượu ba chung, tôi nồng men sai đất lăn trời quay, nào ngờ đâu khổ thân tôi nè, hai lìa chân rõ trang quần hồng. Đồ ham ăn nè, cái đồ ham uống nè, uổng công tôi bấy lâu chờ che, giờ làm sao cái đầu lung lay, tội khi vương pháp tru hành khuya, giờ liệu sao bài mưu chi để tôi qua phủ Đông Bình Dương. Đành vậy thôi, tôi nhờ chồng tôi bài mưu hay thoát qua chuyện này.
thái giám dâng lệnh thánh hoàng mang mật chỉ đến. Ra ngoài chờ lệnh. Trời ơi, tôi chết rồi. Hoàng thượng sai thái giám đem lệnh đến chém đầu. Tiểu qua ơi, chưa gặp chàng, em đã bị đầu rơi. Thôi đừng có khóc nữa, tới đâu rồi hãy tới đó mà. Lễ tướng quan. Hả? Hoàng thượng, hoàng thượng giả dạng thái giám, thần đắc tội chẳng trọn lễ tiếp nghinh. Quả nhân miễn lễ. Trẫm với khanh ngoài là nghĩa quân thần, mà tình thâm nào khác chi huynh đệ. Nghe khanh vào chầu thái hậu, được uống rượu ngọc tiên, biết khanh sẽ gặp ưu phiền, trẫm đến thăm hỏi có giảm thuyên chút nào không vậy mà. Bây giờ chân khanh đã bớt đau chưa? Tạ Long Ân, dạ hạ thần vẫn khỏe, chân đi đứng vẫn bình thường. À. Đi đứng làm sao được mà đi đứng bình thường, bởi trong chân của khanh đã mất cặp tu hài. Dạ, tội quan nữ di nam âm dương hỗn loạn, xin thanh thượng khai ân. Nếu chẳng khai ân thì đấng quân dương tội gì phải dầm mưa giả dạng đến đây. À, thật không ngờ thân cư thủ tướng liệt vị tam thai, lại là khách trang đài giả dạng nam nhân, làm cho triều đình thất điên bát đạo. Ấy cũng nhờ hoàng thượng đoái thương mà tha thứ. Vì lòng ta yêu à mến hiền khanh đi vô bờ, yêu nhan sắc tài ba nàng nết na hoàng hiền. Lời tâu xin mình xét làm vui ngôn bao giờ, e nhận thế cười chê vì kỷ cương suy đồi. Lễ quân ơi, bao năm làm ngơ trước chân tình, ta thao thức gì ai mà biến vui cười. Hồng nhan đã hứa thành hôn với anh hùng kia, ngồi báo quyền quy sẽ làm thánh quân ngồi à sầu. Ngôi báo mà chỉ khi một đấng quân vương vẫn thấy tâm hồn trong trai. Ta chỉ ước mơ sống đầy bình dị, sanh bước bên khanh trên vạn nẻo sông hồ. Bầu rượu tuổi thơ gõ nhẹ phá thân tình, ta lướt trên sông đưa con thuyền ra khơi. Lấy gió mát trăng thanh nguyện cỡ tâm đồng mà. Nào ham chi để ngôi khanh tướng công hầu, đời tiêu giao ẩn cư bên người mình yêu. Ta đã thoát ra tự đáy lòng sâu, kính mong phượng kề loan lá không được giao tranh. Tình hoàng thượng như dòng suối biếc tuôn ra lời tha thiết vô biên, nhưng thần danh đâu mơ chuyện nở duyên. Bởi xưa đến nước cửa thôn hoa hoàng, câu tùng nhất di chung quyết giữ đạo cùng chàng. Thiếu qua hiện hạ hay bên cung đàn chén rượu, sai ân tình cùng mỹ ngọc quần. Còn ta mơ bóng ai thao thức suốt đêm dài, nhìn bất luận cánh tàn sầu cô lè. Âu hoàng thượng, hoàng hậu trưởng qua đức hạnh nhân từ,
xứng đáng bậc mẫu nhi. Đừng để lĩnh bà dốc ngọc heo hoang đang lúc lòng thai kết tường. Đất lòng bệ hạ thần trọn đời ghi khắc, nguyện kiếp lại sinh thần khuyên mà đã đền. Thế là khanh không một chút lòng yêu trẫm. Muôn tâu thần không dám vọng tưởng, cũng không một chút cảm tình sao? Xin bệ hạ hiểu cho. Trời ơi, có ai ngờ được ta là đấng quân vương lại thất bại trên chiến trận tình. À, thế mới biết địa vị bạc vàng không dễ dàng chiếm được trái tim yêu. Lệ quân ơi, nàng không chấp nhận tình ta, nhưng cũng mong nàng đừng nhận mình là gái, để hai ta còn hàng ngày gần gũi luận bàn việc nước việc dân. Thôi, hãy bảo trọng ta về. Cung thỉnh bệ hạ. Tiểu thơ, chị đã từ chối lời yêu thương của bệ hạ, em chỉ e ngài để dạ quán thù. Không đâu, bệ hạ là đấng minh quân, quyết không đem lòng đố kỵ. Dạ, có Đông Bình Dương xin vào ý kiến. Hả? À, cho vào. À, chị ơi, chàng tới chị ơi. À, chị ơi, chàng tới kìa. Chàng Tuyết, trời ơi, chị làm gì vậy? Làm gì lăng xăng lết xích như vậy? Chị vào trong đi, để em tiếp hoàng phủ thiếu qua. Tiểu thơ ơi, kỳ này em phải giáp mặt chàng, không thể giấu giếm được nữa. Nè, kỳ này phải nói hết mới được à. Không được mà. Trời ơi, chị không thấy sao? Vì yêu chị mà người ta thổ huyết mang bệnh liệt giường, chị không nhìn đã đành, không lẽ chị bắt em suốt đời cô quạnh sao? Trong Bình Dương đến. Dạ, nghe quân sư bệnh, môn đệ vội vã đến vấn an ân sư ân mẫu. Ý, đừng quỳ. Xin ân mẫu cho môn đệ thi lễ. Ê, trời ơi, xưa nay vợ lại chồng, chứ đời nào chồng lại vợ. Tội nghiệp con, ân mẫu đừng nói vậy. Sự thật là sự thật, đây là mạnh lễ quân. Dạ không dám đâu. Đã một lần đầu cáo làm ân sư là gái giả trai, trước chương tòa bị phạt bổng lương vì ân mẫu có thai 2 tháng. Ê, trời ơi, thai ơi là thai, thai gì đổi mà thai, thai gì mà mấy năm rồi chưa có sanh. Đông Bình Dương, thiếp chính là mạnh lệ quân. Dạ không. Dạ trăm lại ân sư, ngàn lại ân sư. Xin ân sư đừng cợt đùa môn đệ, kẻ si tình để lụy vào thân. Qua yêu mặn thì đã bao lần xúc phạm ân sư, trước đến thăm trọn nghĩa thầy trò, sao chia tay rồi sẽ lên đường. Ông đi đâu? Treo ấm từ quan đi đến nơi vô tận, ôm khôi tuyệt tình giảng kia thiên thu. Hoặc sẽ xuất gia bụi trần rũ sạch, hoài niệm cuộc đời không có tương lai. Quán nghe quán tâm già xót xa, chính là lệ quân tài nương. Vừa bị thoát thai chúa thượng tỏ lòng yêu, nhưng dân kêu xa không làm thiết tâm lỗi đạo. Giữ giá sát đến cùng thiếu hoa trọn đạo. Ôi cao đệ tâm lòng mạnh thì, đây thật lời hay chỉ đầu môi? Nhãn đo vui gà đất trời chứng chi. Lê Quân ơi, thiếu hoa đã gặp nàng. Bao
gian nan nay mới được sum vầy. Tiểu thơ, nhờ ai tráo hôn để tiểu thơ lánh nạn, bây giờ quên hết rồi sao? Thôi được rồi, để tôi chết cho hai người vừa lòng mà. Phải rồi, hai người muốn tôi nhảy sông lần nữa phải không? Khoan, đây là chị Tô Ánh Tuyết, khi trước đã trầm mình ở ao Côn Minh nhờ Lương Phu Nhân cứu sống. Tô Ánh Tuyết xin cảm tạ. Tô Ánh Tuyết, tôi đã đem thân mẫu của nàng về nuôi dưỡng xem như nhạc mẫu của tôi. Tô Ánh Tuyết xin đa tạ Đông Bình Dương. Mọi việc sẽ tính sau. Ngay bây giờ chàng cùng gia tộc đệ đơn tố cáo hữu thừa tướng là gái giả trai. Các quan văn võ quá to gan, hôm nay dám đệ đơn tố cáo hữu thừa tướng là gái giả trai à? Hữu thừa tướng, dạ, sự thật như thế nào? Nhờ đâu có khai nghe chưa? Dạ tâu bệ hạ, hữu thừa tướng Lễ Quân Ngọc, tên thật là... Không nói, tôi cắn lưỡi. Mạnh Lễ Quân. Chà, khi quân phạm thượng, hỗn loạn âm dương, phải nghiêm trị làm gương sáng chúng, võ đao quân. Dạ khoan, Mạnh Lễ Quân cải dạng nam trang vì kẻ lộng quyền mong giải an quan, gia đình hoàng phủ nào phải tội âm dương hỗn loạn dập đầu khẩn thiết gian, xin cho nàng khỏi tội gian hình. Hoàng mạnh lắm gian nan giờ tương ngộ phùng, sao lại phải phượng loan rẽ bàn, mong đèn trời mở lượng thứ dung. Nếu bệ hạ quyết theo phép nước kỷ cương, không dời đổi thần xin được chết thay nàng dư đạo phu thê. Kiếp này chúng mình tào cán không vẹn cầm tay nghe ấm tâm hồn, giá băng tan biến dập dồn yêu đương à. Được, cảm sẽ giúp hai khanh thành toàn ý nguyện. Võ đao quân, yeah! Xin bệ hạ khai đao, xin chém luôn cả trung thần. Làm gì vậy? Coi kìa các khanh làm cái gì vậy? Tất cả cũng đòi chết, ông này chết, ông kia chết, chết tất cả, rồi bỏ ta một mình, ta làm vua với ai đây? Hoàng hậu Gia Lâm! Kìa, hoàng hậu! Dạ? Hậu đến đây có chuyện gì vậy mà lại đến Kim Loan Điện? Dân lệnh hoàng thái hậu dân biểu đến thiên nhang. Tương lai cho quả nhân xem. Mạnh Lễ Quân đức hạnh vẹn toàn, được thái hậu sắc phong bảo hòa công chúa, và muốn bệ hạ tứ sắc thành hôn cho trung hiếu Đông Bình Dương. Thôi biết rồi, coi chiếu của mẫu hậu là ta biết rồi, cần gì phải nói hoài vậy? Tất cả hãy nghe đây. Dạ. Dân lệnh mẫu hậu tha tội cho Mạnh Lễ Quân, phong bảo hòa công chúa, chọn ngày hoàng đạo sẽ làm lễ kết hôn cùng trung hiếu Đông Bình Dương. Bãi triều. Nhìn nàng anh ngây ngất ngất ngây tâm hồn, hồng chỉ có ta sanh bước bên nhau. Qua nhiều năm xa cách
nỗi nhớ nhung triền miên. Chỉ có anh ấp ủ tâm hồn. Ơi tình nương, ơi tình nương, ơi tình nương. Theo thời gian cuộc tình duyên thăng trầm, nàng dành cho ta tình yêu thiết tha, chung thủy không nhỏ. Đôi chim én níu lo kêu bay, từng đàn ca nhớ nhớ sóng ngỡ phong tàn. Xanh trời xanh bạc ngát, thoáng thoáng hương mộng lan. Nhiều bước nhau lượm tim cung đàn. Ơi tình lang, ơi tình lang, ơi tình lang, đưa tình ta ru vào cơn mê đời. Phương khoang trước đôi tìm nắng xuân ở nói thay lời. Ơi tình lang, 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 ơi tình lang.